Khi tiếp nhận cháu vào trung tâm nuôi dưỡng thì cũng chưa biết là cháu bị mù. À, nuôi chừng vài tháng thì thấy như cặp mắt nó không thấy gì hết á. Mới đưa lên thành phố để mà khám. Thì bác sĩ nói là cháu phải chịu luôn, không có thể thay giác mạc gì được hết. Coi như là cháu phải chịu như vậy luôn rồi, không thấy được gì. Cụ này là có chồng, có 2-3 người con. Nhưng mà do chồng mất với con nó bị tai nạn xe rồi mất hết. Rồi bà cụ ở lại một mình thôi, thành ra cụ xin vô trong này. Hôm nay Thùy Hưng may mắn gặp được cái bên mình. Đặc biệt lần này có sự đồng hành của chị Phương và ban giám đốc của công ty Viva Life, là những sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hôm nay rất là vinh hạnh được đến đây để mà hỗ trợ, cũng như là gửi một cái chút lòng thành cho đến các cụ với lại mọi người, để mà góp thêm những cái phần ăn cho các cụ có thêm sức khỏe. Và quan trọng hơn là công ty Viva Life có gửi đến cho các cụ cái sản phẩm về tinh dầu thông đỏ để tăng thêm sức đề kháng sau cái di chứng của Covid. Cảm ơn công ty và anh Đành Vĩnh Hưng và anh chị trong đoàn đến thăm trung tâm, là rất mừng. Tại vì mấy cụ cũng bị tai biến rồi bị máu nhiễm mỡ lên máu cũng là rất nhiều. 30+ cụ là đều đã bệnh đó trơn rồi. Dạ đúng rồi, huyết áp mỡ trong máu là nhiều. Dạ. Ở đây là mấy cụ bị tai biến mà nằm tại giường á, cụ yếu đó là nhiều hơn các cụ khỏe. Tại vì nằm ở khu đặc biệt là gần 20 cụ. Còn ở trên đây còn có 10+ cụ là cụ khỏe đi tới đi lui được thôi. Đây là của công ty và anh Đàm Vĩnh Hưng với anh Vũ Hà là gửi đến cho trung tâm để gửi đến cho các cụ để mà đóng góp về cái phần mà cho các cụ dùng thêm về lương thực thực phẩm để các cụ có sức khỏe sống lâu sống thọ. Tại vì bên trung tâm xin cảm ơn rất nhiều. Có đoàn mấy anh chị ca sĩ nghệ sĩ đến thăm mấy cụ nè, mấy cụ nhìn cơ có biết ai không á? Mấy bà cụ này là độc thân, rồi không có chồng con gì đó vậy. Bởi vì có nhiều hoàn cảnh, có người độc thân, cũng có người có gia đình chồng con. Cụ này là có chồng, có 2-3 người con. Nhưng mà do chồng mất với con nó bị tai nạn xe rồi mất hết. Rồi bà cụ ở lại một mình thôi, thành ra cụ xin vô trong này. Mời bé Quyên nè lên hát tặng là cô chú và ông bà một bài hát nha. Thì bé Quyên là bé năm nay cũng được là 6 tuổi. Khi tiếp nhận bé là bé có một cái blue bar thôi, nằm ở trong lòng hấp á. Bệnh viện mới điện cho trung tâm hay là để tiếp nhận cháu. Thì khi tiếp nhận cháu vào trung tâm nuôi dưỡng thì cũng chưa biết là cháu bị mù. Nuôi chừng vài tháng thì thấy cái biểu hiện của cháu không như cặp mắt nó không thấy gì hết á. Mới đưa lên thành phố để mà khám. Thì bác sĩ nói là cháu phải chịu luôn, không có thể thay giác mạc gì được hết. Coi như là cháu phải chịu như vậy luôn rồi, không thấy được gì. Mà cháu đặc biệt là cháu rất là thông minh. Cháu chỉ nghe hát một vài lần thôi là cháu hát được. Yeah.
cũng là ông trời ông lấy cái này thì ông sẽ trả lại cái khác. Thật ra thì Hưng ngồi ở dưới á, Hưng với Huỳnh Lộc mọi người cũng nói là bé rất có chất giọng luôn, giọng nó xuống thấp rất là dày, lên cao cũng khả năng lên cao, chỉ cần mình chọn đúng cái tông cho cháu thôi là cháu sẽ rất là ổn. Hello con hát hay lắm nha. Dũng. Con nói lại con tên gì đi. Dạ. Con tên gì? Con tên Nguyên. Nguyên hả? Rồi. Ok, con thích hát lắm không? Con thích hát lắm. Rồi. Con thích hát nói buồn nghe tôi. Bây giờ chú hát tặng mọi người một bài tặng con luôn nha. Rồi. Bài tin chắc là sẽ làm vừa ý nhiều người, cái bài này nó đúng tâm trạng nhiều người lắm, chứ không riêng người nào. Đó là ca khúc Thương Hoài Ngàn Năm. Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai, tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Trăng khuyên rồi có khi đời ngăn cách rồi cũng xung vầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù có ấm hầm, ra đi ôm tròn niềm thương. Thương hoài ôi ngàn năm còn đó, đã mòn mà tình có mòn đâu. Tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu lứa đôi. Thời gian âm thầm như nước về nơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai, tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Chẳng quên rồi có khi đời ngăn cách rồi cũng xung vầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù có âm thầm, ra đi ôm tròn niềm thương. Thương hoài ôi ngàn năm còn đó, đã mòn mà tình có mòn đâu. Tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu lứa đôi.
âm thầm như nước về khơi. Lòng xót yêu người tình khó đổi thay, hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Hy vọng là có những cái lần sau tiếp nữa, và chương trình của tụi con phát lên sẽ có nhiều cái đoàn từ thiện khác biết nơi này để tới để mà thăm cũng như là chăm sóc mọi người kỹ hơn nha.